chân bước bé xíu lang thang trên đường. Anh mặc buồn mệt dài của em, em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ. Thương đau vẫn là đau thương, em bỏ một vì sao dẫn dẫn lối em trên đường đời. Số vì sân chỉ là dẫn Minh Trí. Trời ơi, đã quá con, thật. Chú ngồi ở dưới, chú theo dõi con mà chú hồi hộp lắm á. Biết xong con cứ hay lâu không. Chú sợ là con lên không tới. Trời ơi, mà lên tới quý vị, vỗ tay cho Minh Trí cái nữa. Hay quá, đập tay nha. Hoàn thành xong. Con hát cái bài hát này, bản thân mình là có học bài này, có hiểu không? Có hiểu bài này không? Hiểu sao con nói chú nghe coi. Dạ con hiểu bài dạy ngay chơi từ Việt Nam thì đưa Miro xa ra. Wow. Cái đó là cách hát đúng rồi. À, tới Việt Nam là đưa ra đúng không? Đúng không? Đúng không? Để cho nó đỡ đúng không? Nhưng mà con có hiểu cái ý nghĩa của bài hát không? À, hiểu hiểu đâu nói chú nghe coi. Trong đêm một bước chân bước. Ừ thì trong đêm một bàn chân bước thì biết rồi, biết là buổi đêm là mình bước chân đi ra đường rồi đó. Dễ rồi sao nữa? Quá con ơi. Rồi, sao con nữa, đáng sao yêu nữa? Quá. Mẹ xíu lang thang trên đường. Thì biết rồi, nhìn con nhỏ xíu rồi. Ngồi chơi. Coi như nhà mình đi, ok. Rồi tiếp tục, mình nói cái nội dung này dài lắm mọi người, thiệt á. Phải ngồi xuống mình nói chuyện. Sao, rồi tiếp tục cái nội dung đó làm sao? Trong đêm bàn chân bước bé xíu đang trên đường. Ánh mắt buồn à. Là lúc đó là con phải làm ánh mắt buồn đúng không? Rồi sao nữa? Mẹ ngoài của em. Lúc đó con làm cái hành động con mệt, con diễn sao? Con mệt làm sao? Con thấy chưa? Nhờ chú đó mà đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Đình đã bấm nút chọn con. Chúc mừng. Cảm ơn thầy cô. Con ơi, con có muốn bên đây bấm nút chọn con luôn không? Con có muốn không? Con muốn đội không? Của cô Mến với cô Tú Mì chọn không? Nói biết vô nè. Ăn gì?
ngày đó chú Quốc Đại. Trời ơi, còn nói gì nữa, lên bưng về luôn đi, đứng lên về luôn. Bên đội bên ngủ dì Hương rồi dạ phải không? Bên đây à, bên, ủa, bên này hả? Tại sao mà mày ngủ sắc mà lại nhìn qua bên này? Sao vậy con? Cái lúc mà con diễn á, sao con nhìn qua bên đây không vậy? Có khi nào vô hối hận? Tại con á, con bị không có như cái gì á mà con đã nhìn qua bên đó. Đó nghĩa là con. Tôi đố ai hiểu thằng nhỏ nói cái gì luôn á. Em ráng khai thác, em ráng hiểu đây nè. Vậy tóm gọn lại là con thấy cô My đẹp quá hay con nhìn hay sao? Đúng vậy. Chí ơi, lần sau mà con hát con thấy con người con mệt, con nhìn xuống cô Hương nha. Cô Hương cũng đẹp sắp bằng cô My á. Nhìn xuống cô là con đột quỵ luôn á. Nhìn cô Hương hát có hay hơn không? Hỏi làm chi? Con nít á thật thà dễ sợ. Mặc dù cô Hương đau lòng lắm nhưng mà cô Hương vẫn thích con. Con có biết không,
là con bằng cái giò của cái anh Vũ Công mà. Ông ra đúng nhịp, cạch cạch cạch, ông đưa cái mi. Cô Việt Hương sợ con hát câu đó một cái là nó trật nhịp, con hiểu không? Cái con chọt tay qua cái sợi dây đàn, con chụp cái micro xong con đợi đúng nhịp con vô. Cô Hương xỉu luôn, tôi không dám nói gì thêm. Vỗ tay, cảm ơn giám khảo Việt Hương. Còn chị Đoan Trang thì sao? Con nhớ bài, nhớ từ những cái động tác, những cái tổ hợp. Mà bài thì cũng rất là dài, nhiều phân đoạn khác nhau. Con rất chủ động, con đang động tác tới đúng cái nhịp đó, con bỏ cái micro vô để con hát cái đoạn đầu. Nhịp nhàng rất là đàng hoàng như ca sĩ chuyên nghiệp. Và thêm một cái nữa, bài này rock rất là khó đúng không? Con hát có những lúc lên xuống này kia, cũng có những nốt bị tuột. Nhưng mà cái chỗ rock Sài Gòn mà chỗ cuối cùng á, lên quãng 8 cao á, là lên đúng chính xác cái nốt luôn. Rất là tốt, chúc mừng con. Ban đầu con bước ra đó, chú Nghĩa cảm giác là con đang sợ. Rồi con hát mà con giáo giác con dòm. Cô Hương hỏi, ủa nó dòm cái gì vậy? Cái chú Nghĩa mới quay qua nói với cô Hương, chắc nó tìm mẹ nó đó. Nhưng mà khi con hát vô nhạc, vô nhịp nhảy rồi á, con tự tin vô cùng luôn. Cái mặt lạnh không thèm biểu cảm gì trơn, mà được cái là cái mỏ con nó nhọn. Trời ơi, trời ơi, thấy cưng thằng nhỏ. Rồi khi mà con đeo cái đàn vô là cái gương mặt con thay đổi hoàn toàn luôn. Cái mặt người ta làm đẹp mà sao cái mặt em kỳ vậy Nghĩa? Không, mình minh em họa lại. Em bớt diễn lại đi. Mình minh họa lại, mình phải đồ đậm lên. Đồ đậm lên cái giả. Làm đẹp biết con nghèo thiệt. Và chú Nghĩa bị thật sự phấn khích với con ha. Còn cái phần mà hát đó đúng là con hát quá chắc. Cho nên là với chú, phần mở màn này của con rất thuyết phục, chúc mừng. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và chúc mừng. Con chào ban giám khảo và các vị khán giả ở đây. Con tên là Bùi Thị Thùy Linh, con đến từ Gia Lai. Năm nay con gần 8 tuổi. Và bây giờ cháu xin gửi đến mọi người ở đây một ca khúc mang tên Tàu Anh Qua Núi. Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải vẫn bay bay bình y. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui. Theo bánh con tàu đi
ơi, khủng khiếp chưa? Rồi con gái ơi, nhìn con, chú nghĩ tới một cái sự mà một cái sự đối lập, một cái sự mâu thuẫn khủng khiếp mà bà có chút ác vậy nè, bà như con kiến mà bà cất giọng lên, giọng của một con voi chúa. Khủng khiếp. Mời cô Diệt Hương nói trước. Giọng hát cao mà rõ ràng mà con ơi, làm như có nhiêu đẩy giọng hát hết trơn á, không có nuôi con người được nhiêu, có chút kéo à, cưng quá trời. Chú Hoàng Lê nói rồi, cửa nào chú cũng phải cho vô hết trơn á. Trời ơi, chú nghe con hát cái bài chú hết hồn. Con có nhiêu đó tuổi, con có nhiêu đó thước mà con làm được, chú vui lắm. Con dở. Yeah. Nhưng mà giờ phiếu được hay không nè cô, sao cô? Bài này có những cái đoạn nhạc á, hòa thanh của nó rất là khó, nhưng mà con vẫn hát rất là tự tin. Nhưng mà con có vấn đề về cái nốt thấp, con chưa biết xử lý, cũng như là ngân. Thì cô rất là tin tưởng cái dàn giáo viên này, bởi vì chú Quốc Đại là những cái người đã từng đoạt những cái giải thưởng ngày xưa, thời sinh viên, rồi tiếng hát truyền hình vân vân. Hát rất là tốt cho nhạc ơi. Này à, bây giờ tôi mới biết là chương trình mời Chí Thiện tới đây chỉ để làm cho đẹp thôi. Khoan khoan, từ từ, chưa nói xong. Chú Chí Thiện là một người rất là đa dạng. Chú có thể cập nhật rất là nhiều thể loại và chú có thể chỉnh sửa cho tụi con. Hơn nữa, cô nghĩ là đây không phải là một trong những dòng nhạc mà con sẽ thể hiện xuyên suốt trong cuộc thi này đâu. Đây là thử tài siêu nhí, con sẽ hát rất là nhiều thể loại khác nhau. Cho nên con về với chú Quốc Đại hay chú Chí Thiện, con cũng sẽ được tỏa sáng. Đúng, cô rồi. Nghĩ như vậy. Thôi bây giờ vậy, ít ra giờ ban giám hiệu cho mọi người biết đi, có chọn bé về trường hay không có đã. Cô Đoan Trang. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Văn Lê. Chú sẽ chọn con. Chú Văn Lê, cô đồng ý. Cô Hằng. Cô đồng ý. Bốn sư đồng ý. Và bây giờ con sẽ về với lớp nào đây mấy thầy cô? Chị Việt Hương ơi, chị Đoan Trang ơi, anh Quang Lê. Hồi nãy ơi. Là vừa là mà bé mà vừa bước ra là mình thấy mình có hy vọng rồi đó. Thiện ơi, Thiện đừng có mà lo. Mà cái bé giới thiệu một cái bé nói dạ con gần 8 tuổi. quá tuổi về là lớp. Thế là anh Đại nhận cho em rồi đó. Tức là quá tuổi về lớp của Đại rồi phải không? Nhưng mà bây giờ mình đổi qua đi, mình đổi qua mình tính thước tất. Nhập học á, người ta tính về học bạ là cái năm sinh, chứ không tính về chiều cao. Rồi, chúc mừng con đã được về với ngôi trường thử tài siêu nhí. Và giáo viên chủ nhiệm lớp thanh nhạc của con là chú Chí Thiện. Giành giật gì nữa. Sáng là cũng em sẵn sàng.
cưng quá. Gái em, dạ vỗ tay cho Ngọc Hà. Trời ơi, con ơi, cưng quá. Con ơi, con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con ở đâu con xuất hiện vậy? Khoan, đứng im đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây là cô Tú My nha. Cô mang giày cao hồi nãy là chú... cô đi chậm hơn chú thôi, chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À, thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói, thôi thôi con khỏi hát đi, con về đòi thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ bà, nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nở mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi, là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè, con về đội thầy nha con. Không biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói y, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? Dạ đúng. Thầy chưa? Thầy Đại là fan hâm mộ của con, bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa à. Cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. Hello, đó, con thấy chưa, lên sân khấu, bên đây là cô Phạm Lịch nè. Bên đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng, hồi nãy là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó con. Con nhớ đoạn đó không? Con đang là con bắn đúng không? Chỉ có con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch Xỉu đi rồi về đội cô Mến chứ sao. Đúng rồi. Mình bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình hương bắn gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Con biết nhảy con biết đúng nè. Không? Cô biết là con biết mà, mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp đúng không? Con xinh sẵn rồi. Đó, đây chị đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nào bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Đã hết rồi. Bây giờ mình về chỗ đi cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ đó. Còn dụ nữa, lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp rồi, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hết. Nhưng mà tiếc quá, con chỉ
chẳng về được một đại thay thì con sẽ về đại cổ. Dạ con về đại cổ thầy Quốc Đại và cô Phạm Lan. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lan. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lan. Xin mời con. Mặc hai cái áo dài dễ thương lắm. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú, đến từ Bắc Ninh ạ. Dạ. Con tên là Trần Thị Tuyết Mai, năm nay con 12 tuổi và con đến từ thành phố Hải Phòng ạ. Hai cặp huấn luyện viên đã chọn hai con thì chúng muốn lắng nghe gia đình Ngô Kiến Huy và Khải Như chia sẻ. Chào bé trai. Dạ chào chú. Chào bé gái. Chào chú. Nghiêm túc vô. Cô chú chọn tụi con rất đơn giản thôi. Bởi vì khi chúng ta làm nghệ thuật, chúng ta cần sự động. Bớt tạo nét lại, nói chân thành vô. Nói chung là chú rất là thích tụi con.
Đặc biệt là hai bé mừng những bộ đồ rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Cái bài hát này á, tụi con hát như tụi con đi chơi. Đúng rồi á. Rất là thoải mái. Cô nhìn thấy được cái sự tự tin của hai bạn. Mà đội của cô chú là tôn trọng sự thoải mái của tụi con. Cô chú muốn tạo cho tụi con không gian để con phát huy. Cô chú không muốn gò bó tụi con như bất kỳ cô cái khuôn khổ nào hết. Với cái chiến lược của mình đó là khi mà các bình con xóa. Đến với cô chú á, các con muốn cái gì chỉ cần nói con thích như thế này, con muốn như thế này. Con ho một cái là cô chú biết rồi. Biết. Thì á, cô chú sẽ làm hết sức cho các con để mà các con có thể tỏa sáng hơn nữa. Và cô thật sự á, cô xin dành một tràng pháo tay dành cho hai bạn. Thích lắm, tôi thích cái sự mà cái cô gái này cổ hát điệu nghệ, có chàng trai này rất là ngẫu hứng. Như rất là thích. Và cô rất là thích cái cách mà các con trình diễn trên sân khấu không? Tại quá thích luôn. Ừ. Các con ơi, yêu. Hãy cho cô chú một cái cơ hội được gần tụi con và sáng tạo hơn với tụi con nha. Cảm ơn các con. Đó là gia đình của Ngô Khiến Huy và Khải Như. Cảm ơn, mời gia đình lui bước. Và xin mời gia đình tiếp theo, gia đình Vân Vũ. Chú phải công nhận là con hát rất là chuẩn. Nhất là con trai nè, Tuấn Tú nè, con nhỏ như vậy mà cái giọng con nó chuẩn và nó sắc nét và nhịp nhàng, tất cả mọi thứ cao độ nó rất ổn định. Rất là háo hức nếu như mà hai đứa được về với đội của cô chú. Tuấn Tú, con mấy tuổi? Dạ con 9 tuổi. Con 9 tuổi, các con có thích em bé không? Dạ có. Đến nhà cô chơi nha, vui lắm. Nhú Thu Trang quá vậy. Nhưng mà nhà Trang không có đông bằng nhà cô một chuồng. Vui lắm. Đủ thứ trò chơi, mình không cần phải học một cách nó rập khuôn kỹ thuật và mệt mỏi. Mình vừa học vừa chơi. Cái gì phải táo bạo? Con cần sự táo bạo, trẻ trung, sôi nổi. Con ơi, nếu con muốn hỏi con ơi. Nói tóm lại thì cô chú chỉ muốn là dành tất cả những cái gì mà nó tốt nhất, những cái gì trong mọi cái lĩnh vực của cô chú, am tường, thậm chí phía sau lưng cô chú là hơn 4.000 người. Dạ. Hỗ trợ tụi con. Dạ. Âm thanh ánh sáng 4.000 người luôn hả? Em nói quá cho nhỏ nó tin. Em mình không có chọn nên mình bớt ý kiến lại nè. Em hỏi thôi, em thắc mắc em hỏi thôi. Tụi con chỉ việc hát thôi, mọi thứ còn lại cứ thoải mái, tụi con chỉ cần nói tụi con muốn cái gì thôi. Bây giờ thì Nguyễn Kha cũng muốn tham khảo ý kiến của đội, không biết là chị Ly có gợi ý gì không? Sâu tất cả. Trời ơi, vậy ơi, áp lực chứ không? Cô cũng khen hai đứa hát cái bài này cũng khá là tốt. Ở bé nữ á, con có vẻ như là tự tin nhiều hơn. Cho nên khi con hát á, con diễn mấy cái động tác của con, cô cũng rất là thích luôn. Còn cái cậu bé này nè, không có phải là dở đâu. Nhưng mà tại vì em cũng nhỏ tuổi nữa, với có vẻ như là em ngại ngại, em nhìn đông người quá, cho nên em hơi bị rút vào gì co cụm sợ lại thôi. Chứ nếu mà em này mà vô cái đội nào mà quen rồi là cũng không có vừa đâu nha. Không, nếu mà quậy muốn lắm. Bung á, muốn bung thì về đội của anh Huy này, anh bung cho coi. Đó, nói chung là bây giờ cô chúc mừng hai con đã có hai sự lựa chọn. Về đội nào thì cũng tốt hết rồi. Trời, chị Ly chỉ xinh đẹp, dễ thương gì đâu. Chị Ly chỉ nói cái gì cũng đúng hết trơn rồi. Thấy thương gì đâu. Rồi. Con ơi, trái tim thôi nha. Bây giờ hai con. Con tim hay là nghe lý trí. Chị đừng có hát được. Bây giờ. Con ơi, mỗi lần con tập con mỏi mệt, có cô sẽ tấu hài vui vẻ cho con nghe. Chú cũng làm được nữa, hi hi. Ca sĩ mà trời ơi. Và bây giờ thì hai con hãy cho chú biết cái quyết định nha. Nó không chọn là tại mày. Con nghe được rồi, con biết luôn rồi. Trời đất. Vâng. Hả? Đừng để hố lần 5 lần 6 hơn. Con hãy phòng đó. Có ai gọi xe tôi về trước không? Chứ đau tim quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói thật lớn tên của đội mà hai con sẽ về nha. Xin mời. Ý kiến của hai bọn con là sẽ về đội của huấn luyện viên Ngô Kiến Huy ạ.
cội nguồn xưa. Tiếng hát mẹ âu cơ tha thiết bóng trầm từ nỗi trăm trứng chơi vui.
chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Xưa sinh ra mang phận làm người, từ thuở hồng hoang đến với đất trời. Mang thân trai trên đầu đội trời, bàn chân ta đạp đất ra khơi. Chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đồi nương sông núi treo leo. Theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo. Xưa từ theo mẹ lên non, bước qua đèo sóng khơi nguồn sông. Ra riêng hại mịt mù sóng sờ. Ngại do ba đào không chùng bước hy sinh. Tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa con rồng nguyên một lần vượt sóng to trùng dương. Gâm qua như rồng lượn quanh ta, như rồng lượn quanh ta giữa hoàng sơn hà. Dân là máu xương, là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tàn hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thay kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam.
phơ Phật cao đại kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân âm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ bao lần dời đồ, toàn tin đường quân giả màng. Còn cho chúng bay thôi cái lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sông Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch, báo quan hư. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, dạng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng ngâu cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt lòng phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn non nước. Đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc mang hồn Việt Nam, Việt Nam gấm hồn, Việt Nam dân tộc chính nhà Việt Nam, Việt Nam mến yêu, Việt Nam dân tộc mang hồn Việt Nam. Dân tộc chúng nhà Việt Nam, đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình
mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì Quốc Đại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Thầy Quốc Đại có thể yên tâm rằng lòng tin và thử thách của thầy Quốc Đại đã đặt đúng lúc, đúng người. Thái Hà, con đã làm rất rất tốt. Cái gương mặt của cô Ốc của chú Nghĩa luôn giống nhau. Khi nghe Thái Hà hát, quay qua mặt nhìn nhau mà không biết là nó méo, nó sạch hay nó như thế nào, nhưng mà là cứ hay quá. Tức là khi nghe cái giọng hát của con, người ta chịu không nổi. Tiết mục này quá đẹp, dàn dựng quá công phu. Tất cả những con người xuất hiện trên sân khấu này đều đã làm rất tốt. Giống như là chúng ta đang ở một show diễn thực cảnh rất là hoành tráng, để diễn cho hàng ngàn những khán giả quốc tế. Thầy Quốc Đại ạ, em nể anh lắm. Em không biết là anh đã phải dành bao nhiêu tâm huyết và thời gian để có thể suy nghĩ ra và kết nối để đem đến một tiết mục như vậy. Nó như một cái dòng chảy rất là mượt mà và dẫn người ta từ cảm xúc này đến cảm xúc khác và không rời mắt được. Chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng, sao mình lại tự hào đến thế khi mình được sinh ra trên mảnh đất này. Đối với Thái Hà, cái đoạn mà con bắt đầu hát sang bài Chàng Trai Việt, thật sự là lúc đó cô nổi hết gai ốc. Cô nổi xuống hai cái chân, xong cô nổi lên hai cái mặt, hai bên má. Hai cái mặt. Hai bên má. Hai bên má. Nổi lên, lên. Cô Ốc ơi, lên tới mặt là cô bị nổi mề đay rồi. Cô nổi cái gì cũng được, nhưng rõ ràng cô không phải là ở cái trạng thái cảm xúc bình thường. Không hiểu làm sao mà con lại có thể giữ được cái bản lĩnh như vậy. Con là một cậu bé vô cùng nội lực, và cái bản lĩnh của con đúng là bản lĩnh của Chàng Trai Việt. Đã làm là làm tới cùng. Chúc mừng Thái Hà vì ngày hôm nay. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không. Vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Cô kính chào cô.